Xin kính chào quý vị buổi sáng, kính chúc toàn thể quý vị hữu duyên buổi sáng thật nhiều năng lượng và thật nhiều tiếng cười. Kính thưa quý vị, hôm nay đã là sáng thứ tư của tháng 10 dương lịch. Hôm nay là ngày 16 dương lịch, tức là ngày 14 âm lịch của tháng 9 2024, nhằm ngày Quý Sửu, tháng Giáp Tuất và năm Giáp Thìn 2024. Hữu ái xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị hữu duyên. Kính thưa quý vị, hôm nay đã là rằm tháng 9 rồi. Như vậy thì chúng ta chỉ còn 2 tháng rưỡi, 3 tháng rưỡi nữa thì chúng ta sẽ bước vào chào mừng năm 2025, năm Ất Tỵ. Kính thưa quý vị, nhìn lại năm Giáp Thìn 2024, một năm có thể nói là xuất phát điểm với rất nhiều những cái tai ương và những cái điều hết sức là vất vả. Chúng ta có thể bắt đầu từ tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024 là tháng Bính Dần. Tháng này là hỏa, tháng này là lửa trên vách tường, tức là cái bóng điện của chúng ta đấy, chúng ta cắm. Thì kính thưa quý vị, tháng Giêng thì đối với người Việt Nam của chúng ta là tháng vạn sự khởi đầu nan, tức là bước vào năm mới. Thì tất cả mọi người trong mỗi gia đình, đoàn viên rồi tâm sự với nhau sau một cái năm hoạt động, công việc cũng như là mọi cái vấn đề sinh hoạt, quy tụ về với gia đình để trò chuyện với nhau, ôn lại với nhau một cái năm. Tháng Giêng cũng là tháng mà chúng ta đi đây đó để chào đón những cái lộc tài từ bốn phía Đông Tây Nam Bắc, nhận lấy những cái điều vui vẻ, những cái điều tích cực, những cái nguồn năng lượng làm sinh khí, giúp cho con người của chúng ta về tâm, về sinh, về trí, về dụng, về đức đều thăng tiến và giúp cho cái ngũ hành của chúng ta vận hành một cách thông suốt, trí tuệ của chúng ta luôn luôn quang minh và chiến lược. Đến tháng thứ hai, Đinh Mão, thì chúng ta thấy các cái hoạt động kinh tế bắt đầu diễn ra, các cái chủ trương, chính sách, đường lối phát triển kinh tế bắt đầu trở lại với cái nhịp sống bình thường. Và cái tháng 2 âm lịch, chúng ta cũng chào đón rất nhiều các cái sự kiện đầu năm về văn hóa, về nghệ thuật, về du lịch, về nguồn, về tâm linh. Và đây đó, đến tháng thứ 3 thì đây là tháng Mậu Thìn. Tất cả chúng ta đều thấy con rồng bắt đầu cất cánh, hoa bay lên cao, nghĩa là cái hoạt động kinh tế diễn ra một cách sôi động, con người thực sự trở lại với cái nhịp sống. Và lúc này cả cái hoạt động giao lưu hội nhập kinh tế ở trong nước cũng như là quốc tế phát triển một cách nhộn nhịp, đặc biệt là ngành du lịch, dịch vụ và vận tải. Tháng này là tháng kết thúc của quý 1 năm 2024, thì chúng ta nhìn thấy các cái số liệu về kinh tế hết sức là tích cực. Đến tháng thứ 4, tháng này thì tháng Kỷ Tỵ, chúng ta nhìn thấy rằng cái điểm khởi đầu của năm 2024 hết sức tuyệt vời. Tuy nhiên cái số lượng thì rất là to, nhưng mà cái chất lượng thì rất là kém. Là bởi vì tháng Kỷ Tỵ này thì cây rất là to, cây đại lâm mọc, nhưng không phải là gỗ quý, gỗ chắc. Ý nói rằng những cái con số về phát triển kinh tế xã hội chỉ mang tính chất tham khảo. Còn cái thực chất, bản chất thực của một cái nền kinh tế, của cái chất lượng ấy, thì rất là kém. Ý nói rằng là các doanh nghiệp thì gặp rất nhiều những cái khó khăn rất lớn về nguồn vốn, về tiếp cận với các cái
chính sách rồi là về vấn đề giải quyết thất nghiệp hết sức là nhiều, và cái đời sống của người công nhân rất là khó khăn, cho nên là công nhân trở về quê rất nhiều, bỏ việc thất nghiệp và kéo theo rất nhiều những cái khó khăn. Đến tháng thứ 5 Canh Ngọ thì chúng ta thấy được những cái điều này cơ bản đã được giải quyết bằng rất nhiều những cái cơ chế, những cái chính sách, những cái ưu đãi. Đến tháng thứ 6 Tân Mùi thì tháng này kết thúc quý 2, cho nên là tất cả mọi người đã phải thay đổi chuyển từ số lượng qua chất lượng, tức là tất cả chúng ta đều phải hướng tới cái hiệu quả làm việc. Bây giờ thì chúng ta không nhìn nhận kết quả nữa, bởi vì chúng ta biết rằng kết quả chỉ là những cái con số mang tính vui để chúng ta nhìn nhận mà thôi. Còn thực ra là hiệu quả là gì? Hiệu quả tức là cái tương quan so sánh giữa cái giá trị đầu vào và giá trị đầu ra, hay nói nôm na một cách đơn giản là lợi nhuận thật của chúng ta là con số hữu hình là bao nhiêu. Chúng ta bỏ ra 2 triệu để làm ăn, tháng này chúng ta thu nhập được 20 triệu, chúng ta trừ vốn liếng 10 triệu, còn tiền công của chúng ta là 10 triệu, rất rõ ràng, đúng không nào? Và chúng ta phải thay đổi, mọi người đều phải thay đổi. Thay đổi ở đây không phải là thay đổi về cái phương thức sản xuất nữa, mà thay đổi về tư duy bán hàng, về lối bán hàng truyền thống không còn như xưa nữa, mà bây giờ chúng ta tiếp cận các cái công nghệ mới. Thay đổi ở đây là thay đổi về chất lượng sản phẩm, về mẫu mã, về khách hàng. Thay đổi ở đây là thay đổi về chính sách, thanh toán và tất cả những cái dịch vụ kèm theo sản phẩm, tính bảo hành, bảo dưỡng, rồi hoạt động chăm sóc khách hàng dài lâu. Và đến tháng thứ 7 thì lúc này chúng ta biết rằng tháng 7 là tháng cô hồn, và tháng này lại rơi vào nhâm thân, cho nên là hết sức là khó khăn. Cả chúng ta thấy cả cái hoạt động kinh tế nó cũng trừng trừng lại. Đến tháng thứ 8 thì chúng ta thấy nền kinh tế lại sôi động trở lại. Tháng này tháng Quý Dậu, lúc này hành kim, lưỡi kiếm bắt đầu hết sức sắc nhọn và bắt đầu tung kiếm vận hành, nghĩa là nền kinh tế lại bắt đầu có những cái sự chuyển biến hết sức là tích cực. Và con gà gáy ý nói rằng cái sự quyết liệt chỉ đạo và tập trung điều hành nền kinh tế của bộ máy chúng ta, và tất cả những cái hoạt động, những cái vướng mắc từ doanh nghiệp hay từ các cái chủ thể kinh tế đều được quan tâm giải quyết một cách triệt để, nhằm khơi thông cái nguồn vốn, khơi thông cái sức sáng tạo, khơi thông cái sự phát triển, khơi thông các nguồn lực xã hội đang bị lãng phí, đang bị dư thừa, đang bị đặt không đúng chỗ, quay trở về đúng cái vị trí của mình. Và lúc này thì cái lưỡi kiếm của chúng ta mới thật sự sắc để chúng ta bắn đâu thì đúng chúng đó. Và bây giờ là tháng thứ 9. Tháng này thì tháng Giáp Tuất, cho nên chúng ta thấy hoạt động kinh tế bắt đầu sôi động trở lại. Và tháng này sẽ kết thúc cái tháng của quý 3. Và chúng ta thấy tháng này sẽ có được những cái kết quả hết sức là tích cực. Thì tháng này điểm lại những cái khó khăn trong mùa thu, với những cái thiệt hại về mặt bão lũ, thiên tai gây ra cho đất nước Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là tại Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, ở Trung Du miền núi phía Bắc, rồi Đông Bắc, những cái tỉnh ảnh hưởng nặng của cái trận người ta gọi là con bão số 3 Yagi, và cái hậu quả do mưa lũ gây ra với những cái ước tính thiệt hại sơ bộ là khoảng hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tức là hơn 50.000 tỷ đồng của Việt Nam của chúng ta, rất là lớn. Vâng, và chúng ta hy vọng rằng qua tháng thứ 10 tới đây, tức là 17 ngày nữa, thì chúng ta sẽ chào đón tháng Ất Hợi,
thì với rất nhiều những cái khí thế, với rất nhiều những cái niềm tin. Và qua tháng 11 thì tháng Bính Tý hoạt động kinh tế sẽ diễn ra rất sôi động, có thể nói là rất sôi động nhất cả năm, và con chuột chạy rất nhanh. Tất cả chúng ta sẽ bước vào tháng quyết định. Và để rồi tháng 12 thì tháng Đinh Sửu, chúng ta cùng nhìn nhận lại một năm 2024 Giáp Thìn đã đi qua với một cái chặng đường dài, nhiều cảm xúc, nhiều tâm tư tình cảm, và chúng ta sẽ nhìn cái thực tiễn để chúng ta điều chỉnh các cái chính sách từ vĩ mô cho đến vi mô, cũng như là chúng ta cải thiện và thay đổi những cái triết lý kinh doanh, những cái triết lý bán hàng, cũng như là thay đổi những cái nhận thức của các nguồn lực xã hội hiện nay, tập trung vào các cái vấn đề trọng tâm, trọng điểm và thực chất hơn. Thì đấy là ngũ hành của 12 tháng trong năm Giáp Thìn 2024. Hữu duyên, thầy Thông Tử Vi xin được sẻ chia với quý vị buổi sáng và hôm nay ngày rằm tháng 9, kính chúc quý vị và gia đình thật nhiều bình an và thật nhiều may mắn. Chúng ta tâm luôn luôn hướng thiện và nhìn về những cái điều tích cực, những cái nguồn năng lượng tích cực để lan tỏa đến cuộc sống của chúng ta. A Di Đà Phật đến toàn thể quý vị hữu duyên. Còn bây giờ xin nói lời cảm ơn quý vị và chân thành cảm tạ quý vị. Thân ái chào quý vị và hẹn gặp lại.